Vâng, xin chào anh em, chào mừng em đã quay trở lại với anh em TV. Đây là một chiếc hộp của iPhone 13. Và anh em nghĩ sao nếu mình nói rằng mình chuẩn bị đưa anh em đến một nơi mà ở đó ấy, nó có hàng nghìn chiếc iPhone 13 như thế này, thì anh em có muốn đi không? Tôi hỏi lại lần nữa nhé, anh em có muốn đi không? À, muốn đi gì? Ok, đi thôi. Quay trước rồi, à, còn mỗi hai anh em mình thì đoán được tí cho nó công bằng đúng không anh? Ừ. Ai quay trước nhá, thắng là quay trước. Và bây giờ là 3 ván đúng không? 3 ván, à, ok. 1, 2, 3. Tôi quay trước nhá, tôi vào nhá. Vâng, xin giới thiệu với anh em. Hãy vào đây đi ạ, hãy cùng nhau chiêm ngưỡng đi ạ. Đây, xin giới thiệu với tất cả mọi người, tôi đứng giữa một rừng iPhone. Cảm giác nó như là thiên đường ấy anh em ạ. Quá xịn luôn. Vâng, xin giới thiệu với anh em, đây chính là kho hàng của những chiếc iPhone 13, 13 Pro và 13 Pro Max. Tuyệt nhiên không có chiếc iPhone mini nào ở đây cả. Rõ ràng là cái thị hiếu của người Việt Nam ấy, thì họ không thích iPhone 12 mini, à đâu, 13 mini rồi đúng không ạ? Vậy thì ngay bây giờ hãy cùng mình đến với lại chi tiết bên trong những cái hộp này, nó sẽ có những cái gì nhá. Vâng, trước khi bắt đầu video ngày hôm nay thì xin cảnh báo anh em một chút. Video này sẽ tốn rất nhiều tiền và sẽ có rất nhiều iPhone. Và những chiếc iPhone này thì đều sẽ được bán tại cửa hàng của Cellphonet. Và anh em yên tâm, những chiếc iPhone này sẽ đến tay anh em sớm thôi. Và nếu như mà anh em nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiếc iPhone 13, iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max thì mình sẽ để cho anh em đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng đến hệ thống cửa hàng của Cellphonet nhá. Rồi, cứ tưởng tượng cái đống này mà The Rock Test thì... anh ơi, em xin lỗi rồi mà. Khổ quá, em cố gắng lắm rồi. Em xin lỗi, em cho giải nốt lần này anh ơi. Anh thương em mà anh ơi. Em không muốn như thế đâu. Chứ em không muốn thế đâu cho anh ơi. Rồi, thế thì xin giới thiệu với cả anh em. Đây chính là hộp của chiếc iPhone 13 của chúng ta. Ở đây thì có rất nhiều những cái sản phẩm. Đó, 13 này. Đây nữa này. Đây nữa này. Trời ơi. Ở bên trong hộp ấy thì anh em có thể thấy rằng khi chúng ta mở ra nhá thì nó sẽ có hai cái lỗ tròn đây. Anh em móc tay vào đây này. Nhấc lên này. À không, khoan đã, bình tĩnh. Người nhà quê anh ạ. Anh em sẽ phải để hai cái này ra. Hai cái miếng này là hai cái miếng chống sốc này. Đó. Và đây chúng ta có hai lỗ tròn đúng không? Anh em móc tay này, anh em nhấc lên. Đấy. Và đây chính là toàn bộ những chiếc iPhone ở bên trong mà anh em sẽ không lo là nó sẽ bị rơi ra. Đó, được chưa ạ? Đóng gói rất là thông minh. Và nếu như mà anh em nào mà để ý ở bên trong ấy, đây, mở ra như này, thì chúng ta sẽ có tổng cộng là bao nhiêu iPhone đây ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À, một hộp như thế này thì sẽ bao gồm 10 chiếc iPhone 13. Đây chính là hộp của chiếc iPhone 13 Pro Max. Thì cách đóng gói nó cũng như vậy thôi, không có cái gọi là sự khác biệt gì ở đây cả. Anh em vẫn sẽ nhấc ra như này. Đó, sau đó thì hai ngón tay này đút vào đây, nhấc ra. Đấy, rất là nhẹ nhàng. Đó, và bên trong chính là những chiếc iPhone 13 Pro Max. À đâu, iPhone 13 Pro vàng. Ủa, cái phiên bản này là cái phiên bản mà mình nghĩ rằng là sẽ bán rất chạy tại thị trường Việt Nam. Thế thì anh em cứ nhân cho mình lên 30 triệu một máy mà nhân với cả 4.000 máy thì bao nhiêu lâu bán được 1 tỷ gói mè? Thôi. Thì đố anh em biết là cái đống này là trị giá bao nhiêu tiền. Được chưa ạ? Anh em hãy comment ở phía bên dưới giúp mình nhá. Rồi, thế thì đó là tất cả những cái gì mà mình muốn chia sẻ với anh em trong video ngày hôm nay. Từ cách đóng hộp này cho đến số lượng toàn bộ chiếc iPhone ở đây. Thì thực ra cái video này nó chỉ loanh quẩn trong cái việc là ở đây có rất nhiều iPhone. Thế thôi. Vậy còn anh em thì sao? Cảm giác của anh em sau khi lần đầu tiên trên anh em TV chiêm ngưỡng được một số lượng iPhone lớn như thế này là gì? Xin mời anh em hãy đóng góp ở phía comment bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.
Thế thì video hôm nay thế thôi nhở. Trời ơi, nhiều iPhone này. Mà nhiều iPhone này thì cần gì làm reviewer nữa. Nói chung là ý tôi là các anh em xem đến đây thôi là hết rồi. Video cũng chỉ có như vậy, không có vấn đề gì đâu. Thế nhá anh em nhá. Quan trọng là tinh thần anh em là chính. Về nhá, cảm ơn anh em. Video kết thúc rồi nhá.